Với lợi thế di chuyển gần, có nhiều bãi biển đẹp và có nhiều cơ sở lưu trú có không gian xanh rộng rãi, nên Bình Thuận vẫn là địa điểm yêu thích của du khách trong mùa hè này. Em né thì em đi tầm 2-3 lần rồi. Em muốn trải nghiệm ẩm thực. Hầu như năm nào nhà cô cũng chọn đến đây hết trơn á. Ít nhất là 2 lần, tại nhà có nhiều con nít á. Từ cuối tháng 5, công suất phòng trung bình tại nhiều cơ sở lưu trú tại Hàm Tiến, Mũi Né, nhất là các khách sạn từ 3 đến 5 sao thường đạt từ 50% trở lên và kín phòng vào cuối tuần. Khách đoàn, khách công ty đặt phòng từ sớm, còn khách lẻ chỉ đặt phòng trước chuyến đi vài ngày do có sự thuận tiện từ cao tốc. Booking của chúng tôi vào 3 tháng hè thì hiện tại bây giờ nó nằm nó khoảng là 70% booking rồi. Bây giờ hiện tại bây giờ tôi để dành lại 30% đó để nhận cho khách booking, khách lẻ, gia đình. Mùa hè 2024 này, dù là một trong những điểm đến di chuyển bằng đường bộ được yêu thích, Bình Thuận vẫn có sự cạnh tranh của những trung tâm du lịch lớn gần thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, nghỉ dưỡng cũng phải đi kèm với các trải nghiệm. Nắm bắt tâm lý và nhu cầu của khách, nhiều đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động và giới thiệu các gói sản phẩm mới đi kèm với dịch vụ phòng để tăng tiện ích cho khách. Chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi như lớp dạy làm bánh pizza cho trẻ, cũng như các hoạt động trải nghiệm khác như trải nghiệm nấu dầu dừa, làm đồ chơi từ lá dừa. Chúng tôi còn mở thêm bar trên bãi biển để đáp ứng nhu cầu tận hưởng khí trời trong lành của du khách. Đưa vào hoạt động một cái sản phẩm trải nghiệm mới, đó là khám phá cái tour đảo Hòn Lao. Thì với cái tour này thì Mũi Né Bay có tạo ra nhiều cái gói sản phẩm để khách hàng có thể chọn lựa. Để chuẩn bị tốt nhất cho mùa hè, Bình Thuận đang tích cực xây dựng các chương trình kích cầu du lịch với phương châm sản phẩm đặc sắc, dịch vụ chuyên nghiệp, thủ tục thuận tiện và đơn giản, giá cả cạnh tranh, môi trường vệ sinh sạch và đẹp, điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện. Ngành du lịch cũng sẽ đẩy mạnh các chương trình giới thiệu điểm đến, liên kết phát triển du lịch vùng và quốc tế.